Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ ba, 17 tháng 7 2018, Tin Công Giáo, suy nghĩ lời Chúa, đời sống các thánh lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Bản tin công giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 chủ tọa thượng ủy cho Thường hội đồng giám mục tháng 10 2018. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ quần đảo Antin. Người công giáo tốt phải loan báo tin mừng. Thánh Martino, gương mẫu của Đức Bác Ái. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 chủ tọa thượng ủy cho Thường hội đồng giám mục tháng 10 2018. Ngày 14 tháng 7 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 4 hồng y làm chủ tọa thừa ủy cho các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Trước mỗi Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các hồng y thay mặt cho Ngài để chủ tọa các phiên họp khi Ngài vắng mặt. Trong Thượng Hội đồng sắp tới về chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi diễn ra tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 2018, Đức Thánh Cha đã chọn 4 hồng y ở ngoài châu Âu, trong đó có 2 vị mới được trao mũ hồng y trong công nghệ hồi cuối tháng 6 vừa qua vào nhiệm vụ này, đó là Đức Hồng y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Babylon, Công giáo nghi lễ Kande, Iraq, Đức Hồng y Desiree Sarahazana, Tổng giám mục Tomasina, Madagascar, Đức Hồng y Charles Maungo, Tổng giám mục Rangoon, Myanmar, Đức Hồng y John Ribat, Tổng giám mục Port Moresby, Papua Tân Guinea. Quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 2006, mô tả nhiệm vụ của các chủ tọa thừa ủy như sau. Chủ tọa thừa ủy là người chủ tọa phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, nhân danh và với thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Ngài. Nhiệm vụ này kết thúc khi bế mạc Thượng Hội đồng mà Ngài được bổ nhiệm, và nếu như trong trường hợp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha chọn nhiều hơn một vị thừa ủy, thì các thừa ủy sẽ thực thi nhiệm vụ nối tiếp nhau theo thứ tự đã được giám mục Roma sắp đặt trước. Chủ tọa thừa ủy sẽ điều khiển các phiên họp, phân công những nhiệm vụ riêng cho một số thành viên nhất định tùy theo hoàn cảnh để phiên họp đạt hiệu quả tốt nhất, và cuối cùng ký các văn kiện của Thượng Hội đồng. Nếu có nhiều vị thừa ủy, các ngài sẽ ký tất cả các văn kiện kết thúc của Thượng Hội đồng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ quần đảo Antin. Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ quần đảo Antin học hỏi chương 4 của tôn huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về gia đình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video hôm 15 tháng 7 vừa qua, gửi gần 1.000 bạn trẻ tuổi từ 16 đến 35 thuộc 19 giáo phận tại 15 quốc gia trong Hội đồng Giám mục Antin tham dự đại hội tổ chức từ 15 đến 23 tháng 7 này tại thành phố Port-de-France trên đảo Martinique, với chủ đề giới trẻ biến đổi gia đình vùng Caribbean. Trong sứ điệp, Ngài nhắc đến điều kiện để người trẻ có thể biến đổi là phải có tinh thần trẻ trung, đừng trở thành người già trước tuổi, đồng thời Ngài khẳng định rằng, trong hành trình từ hôm nay đến ngày mai, các bạn cần đạo lý về gia đình và tìm được đạo lý này trong chương 4 của tông huấn niềm vui yêu thương, trong đó có nồng cốt đạo lý về gia đình. Các bạn hãy học hỏi, quan sát và sẽ tìm được những đường hướng chỉ đạo để tiến hành. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ hãy nhớ đến quá khứ, nhớ đến căn cội của mình, trong lịch sử, trong văn hóa, trong gia đình. Chính nơi cội rễ, bạn sẽ tìm được sức mạnh để tiến bước. Một thi sĩ đã kết thúc bài thơ dài của ông với câu này: tất cả những gì là hoa trái của cây đều xuất phát từ những gì ở phần cây dưới đất. Các bạn hãy luôn nhìn lại để có cội rễ, hãy nhìn các ông bà, cha mẹ của mình, nói chuyện với các vị. Hãy đón nhận tất cả và tiến bước để biến đổi gia đình.
Sau cùng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các bạn đừng quên điều này, tình yêu có tất cả sức mạnh của nó, tình yêu không bao giờ chấm dứt. Như Thánh Phaolô đã nói, đức tin và đức cậy sẽ chấm dứt khi chúng ta ở với Chúa, trái lại tình yêu sẽ tiếp tục với Chúa, sức mạnh ấy của tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi. Người công giáo tốt phải loan báo tin mừng. Hôm Chúa Nhật, Đức Phanxicô đã nói rằng qua phép rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi để loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, một sứ mạng không thể tách rời khỏi giáo hội công giáo. Chính phép rửa tội làm cho chúng ta thành những nhà truyền giáo. Một người đã được chịu phép rửa tội mà không cảm thấy có nhu cầu để loan báo tin mừng, công bố về Chúa Giêsu thì không phải là một người công giáo tốt. Yếu tố quan trọng đầu tiên của tất cả các tông đồ truyền giáo đích thực đi từ trung tâm không thay đổi là chính Chúa Giêsu, bởi vì rao giảng tin mừng không thể tách rời khỏi Đức Kitô hay khỏi giáo hội. Công bố tin mừng không phải là một sáng kiến của cá nhân, của các nhóm hay thậm chí của tập hợp lớn những người tin, nhưng chính là sứ mạng của giáo hội không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Thiên Chúa chúng ta. Không một Kitô hữu nào rao giảng tin mừng một mình, nhưng chỉ được sai đi từ giáo hội, một giáo hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Ngài, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu như việc Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài ra đi từng hai người một để rao giảng về sự sám hối. Sứ điệp của Chúa Giêsu gửi cho các môn đệ qua câu chuyện trong Phúc Âm không chỉ dành riêng cho các linh mục, nhưng cho tất cả mọi người đã được rửa tội, những người được kêu gọi để làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Giống như các tông đồ đã được cảnh báo, sứ điệp này có thể sẽ không được đón nhận. Giống như những gì chính Chúa Giêsu đã trải qua, Chúa đã bị từ chối và bị đóng đinh. Chỉ khi nào chúng ta liên kết với Chúa trong sự chết và sống lại của Ngài, chúng ta mới có thể có sự can đảm để loan báo tin mừng. Nhớ rằng trung tâm của sứ mạng phải quy hướng về Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng đưa ra những gương mẫu của các thánh ở Roma là những công nhân khiêm nhường của nước trời, như Thánh Philip Neri, Thánh Benedict Joseph Lape, Thánh Francisco thành Roma và Thánh Ludovica Ambattoni. Các thánh đã không làm việc để thăng tiến cho chính mình hay cho những tư tưởng, những lợi ích của riêng mình, nhưng luôn hành động trong những sứ giả được Chúa Giêsu sai đi. Hướng về Đức Trinh Nữ Maria là môn đệ đầu tiên và là nhà truyền giáo lời Chúa. Đức Giáo Hoàng xin Mẹ giúp chúng ta mang sứ điệp tin mừng đến cho thế giới trong sự hân hoan khiêm nhường và rạng ngời, vượt lên trên bất cứ sự khước từ, hiểu lầm hay khốn khó nào. Thánh Martino, gương mẫu của bác ái. Tấm gương của Thánh Martino là giá trị của sự chia sẻ và tầm vóc kính mến Ngài, từ lâu đã vượt ra ngoài biên giới nước Pháp. Thánh Martino là người rao giảng phúc âm lớn của Pháp, có hơn 500 cộng đoàn và 3.700 giáo xứ mang tên Ngài ở Pháp. Người mà sau này là giám mục giáo phận Tours đã luôn nổi tiếng vì hành vi bác ái đã làm cho Ngài có tên là Martino người thương xót. Nhưng vai trò chính của Ngài trong lịch sử giáo hội Kitô vẫn là vai trò tiên phong của Ngài trong việc xây dựng các đăng viện đầu tiên, đặc biệt ở vùng Ligurie. Chia sẻ chiếc áo. Người là đội trưởng La Mã gốc vùng Pannonia, hiện nay là nước Hungary. Ngài được bổ nhiệm làm việc ở Amiens năm 334. Một buổi chiều mùa đông, Ngài chia sẻ chiếc áo manto với một người nghèo vì lúc đó Ngài đã phân phát hết tiền của mình. Thật ra Ngài rất thận trọng, Ngài không cho chiếc áo của mình vì áo này là của quân đội. Nhưng vì mỗi người lính có thể may áo lót bằng vải hay bằng lông thú với tiền của mình, nên Ngài cho phần áo này của Ngài. Một ít thời gian sau, Ngài rời quân đội, Ngài nhận phép rửa tội và vào cộng đoàn Thánh Hilaro ở Poggio. Một thánh tích cực lịch sử. Một áo choàng ngắn của Thánh Martino được gửi đến nhà nguyện Aix-la-Chapelle như một thánh tích. Chữ khác, nghĩa là áo choàng ngắn trong tiếng Pháp được xem là nguồn gốc chữ nhà nguyện Chapelle, có nghĩa là nơi giữ áo choàng ngắn của Thánh Martino. Một tên riêng thành tên chung cho mọi người. Tên riêng Martino mới đầu phổ biến ở các nước nói tiếng Pháp trước khi lan rộng khắp thế giới, nhất là ở nước Mỹ và nước Anh. Tên ít được dùng trong thế kỷ 20, nhưng kể từ năm 1990,
thì người ta bắt đầu dùng lại. Năm 2015, tên được dùng 2.124 lần. Tên gia đình phổ biến của các gia đình Pháp. Martin là tên gia đình phổ biến nhất ở Pháp. Trước cả tên họ Dupont đứng thứ 25. Giải thích cho lý do này thì khá đơn giản. Vào thế kỷ thứ 5, dân số tăng thêm rất nhiều, nên người dân sợ lầm tên. Họ có thói quen thêm vào tên đương sự một tên riêng có tính cách gia truyền. Tên riêng này có thể là một nét đặc biệt thể hình, hoặc thường thường là tên người cha. Vì tên Martino đã rất phổ biến, nên tên Martino được nhân lên gấp bội. Một ngày lễ của Âu Châu. Ngày 11 tháng 11 là ngày được chọn để tưởng nhớ ngày chấm dứt Thế chiến thứ nhất, nhưng ngày này là ngày kính thánh Martino. Từ thời Trung Cổ, 11 tháng 1 là ngày của rất nhiều truyền thống, ăn thịt ngỗng, uống rượu mới, ngày hội bình dân và ăn mừng khắp Âu Châu, chợ phiên thánh Martino, trẻ con rước đèn, v.v. Mừng lễ thánh Martino là mừng tấm gương chia sẻ và chú tâm đến người khác của Ngài. Chúa Cha và Người Con. Matthew chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Quý vị và các bạn thân mến, con người có thể khước từ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ từ bỏ con người. Ngài luôn mời gọi con người trở về để lại nhận ân sủng và sự thật của Ngài. Thiên Chúa muốn mời gọi mọi người, không phân biệt, nhưng từ phía con người có thể có một trong hai thái độ. Thái độ của những kẻ bé mọn khiêm tốn để cho Chúa dạy dỗ, và thái độ của những kẻ thông thái, tự cao, cho mình thuộc một nhóm nhỏ tách rời khỏi đa số dân chúng. Những kẻ thông thái được Chúa Giêsu trực tiếp nhắm đến trong Tin Mừng hôm nay là nhóm biệt phái đang đứng trong hàng lãnh đạo sinh hoạt tôn giáo và chống đối Chúa. Họ đến với Chúa bằng con đường của sự thông hiểu về luật Mô-sê. Họ cho rằng
chỉ cần an tường về luật Môi-se trong Kinh Thánh, cũng như trong truyền khẩu, là con người có thể đến với Chúa. Họ tự phụ mình biết Thiên Chúa, nhưng thực ra họ lìa xa Ngài. Con đường Chúa Giê-xu mặc khải để giúp con người đến với Thiên Chúa chính là Ngài, mà mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình, con người sẽ không gặp được Thiên Chúa. Nhưng nếu để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nhờ qua Chúa Giê-xu Ki-tô, con người có thể đạt tới sự thông hiệp với Thiên Chúa và được cứu rỗi. Lạy Cha, con chúc tụng Cha, vì điều Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, thì Cha lại mặc khải cho những người bé mọn. Chúng ta cần trở nên những người bé mọn theo tinh thần phúc âm, để cảm nếm và sống hòa hiệp với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo hướng dẫn chúng ta đến một con người cụ thể, một vị Thiên Chúa chấp nhận sống với con người, chứ không phải những lý lẽ thần học cao siêu. Một con người khiêm tốn có thể có đức tin sâu xa hơn một nhà thông thái. Đức tin là một hồng ân cần được lãnh nhận, hơn là kết quả của sưu tầm trí thức của con người. Thánh Teresa Avila tuy không học hành nhiều, nhưng đã có kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa, và đã trình bày kinh nghiệm thiêng liêng của mình một cách tốt đẹp, đến nỗi đã được đặt làm tiến sĩ hội thánh, vì giáo huấn của thánh nữ để lại là kho tàng thiêng liêng quý báu, giúp mọi thành phần giáo hội đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu không có loại bỏ những bậc thông thái, nhưng chỉ có ý cảnh tỉnh những ai kệ dựa vào sự thông thái rằng họ sẽ không đến được với Chúa, không có đủ điều kiện để lãnh nhận mặc khải của Chúa. Tuy nhiên, không thiếu những trường hợp có sự hòa hợp giữa thông thái và đức tin Kitô giáo. Thánh Tô-ma tiến sĩ là một điển hình. Nói chung, thái độ khiêm tốn để Chúa soi sáng hướng dẫn là điều căn bản cần phải có luôn. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta để lắng nghe lời Chúa với tâm hồn khiêm tốn, mến yêu. Xin cho chúng ta biết sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để đến với Chúa và anh em. Amen. Lần trong đêm tối đời con nhiều tội lỗi, rồi một ngày kia Chúa đưa về chính đường. Ngọn đuốc sáng soi đêm trường bao tối tăm, để con vững tin bước đi trong đời không sợ gian khó. Dù khi con ngã suy tay ngoài luôn đỡ lòng, có Chúa trên đường xa không sợ đơn hành đâu. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Lắng nghe lời con kêu gọi.
Thánh Stefano Teodore Gueno Thể, giám mục 1802-1861. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo. Đối với những giáo dân vì yếu đuối mà chối đạo, nay hối hận xin tha thì Đức Cha sẵn sàng tha ngay. Nhưng Ngài xin họ một điều là phải khuyên bảo được ít nhất là một người khác theo đạo. Đặc biệt bên cạnh giới giáo dân làm việc truyền giáo còn có đông đảo các nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Các dì cứ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hai hoặc ba người, len lỏi vào các làng mạc, phát thuốc thăm viếng các bệnh nhân và có khi có thể được thì rửa tội cho các trẻ em sắp chết. Năm 1835, Đức Cha về nước, thì số trẻ em ngoại giáo được rửa tội là 133 em, nhưng năm 1841 số trẻ em tăng lên 1.800 em và năm 1843 là 8.273 trẻ em được rửa tội. Tới năm 1844, số trẻ em công giáo được rửa tội là 5.056 và người lớn là 1.007 người. Một công trình lớn lao khác của Đức Cha Stefano Gueno Thể là công cuộc truyền giáo cho đồng bào thượng. Chính Đức Cha đã ra những chỉ thị dễ dãi và thích hợp để giúp anh em người thượng đón nhận được ánh sáng tin mừng Chúa Kitô. Nhờ những thành quả tốt đẹp này mà năm 1844, Tòa Thánh đã sẵn lòng phân chia địa phận đằng trong thành hai giáo phận Đông là Quy Nhơn và Tây là Sài Gòn. Tới năm 1850, Tòa Thánh lại phân chia thành bốn giáo phận là Nam Vang, Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn. Từ đây, Đức Cha Stefano Gueno Thể chỉ coi sóc phận Đông đằng trong, và cũng từ đây tình hình bách hại đạo lại dần dần trở nên gay gắt đáng sợ hơn. Trong 10 năm liền, nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá mà Đức Cha Stefano Gueno Thể cũng như một số linh mục thoát được những cuộc truy lùng khủng khiếp. Nhiều lần Đức Cha phải liên tục ngủ ngoài trời dưới lùm cây, có khi phải vào rừng sâu hay đồng lầy nước đọng nhịn đói nhịn khát. Nhiều lần thoát chết vì đi thăm bệnh nhân hay đi giải tội cho người sắp chết, nhưng trong mọi hoàn cảnh Đức Cha luôn luôn giữ được sự liên lạc chặt chẽ với Tòa Thánh. Đặc biệt khi hỏi về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Cha đã viết thư cho Đức Thánh Cha, trong đó có đoạn như sau: Xin Đức Thánh Cha cho chúng con hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng tất cả các giám mục trên thế giới trong ngày Đức Thánh Cha long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 1861, vua tự Đức ra chiếu chỉ phân sát, cơn cuồng phong bắt đạo lại trở nên kinh hoàng, giáo hội Việt Nam thêm phần điêu đứng. Trước cơn cuồng phong dữ dội này, Đức Cha khuyên các linh mục thừa sai lánh nạn vào Sài Gòn, còn chính Ngài thì quyết định ở lại với đoàn chiên. Ngài nói dù chỉ một thừa sai chẳng làm được việc gì ngoài việc đọc kinh cầu nguyện, thì sự hiện diện của vị ấy cũng đủ nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của các tín hữu rồi. Từ tháng 10 năm ấy, Đức Cha phải bỏ Gò Thị, trốn lánh từ nhà này qua nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, lúc ấy Đức Cha đang trú ẩn tại nhà Madalena Huỳnh Thị Liệu, thì quân lính kéo đến bao vây nhà bà. Thấy động, Đức Cha và hai chú giúp lễ vội trốn xuống hầm, nhưng quân lính xông vào nhà, thấy có đồ lễ chưa kịp cất giấu. Có bằng chứng cụ thể, bọn lính bắt trói và đánh mọi người trong nhà, lại còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu không bắt được đạo trưởng Tây Dương. Bà Liệu bị đánh 17 roi rất đau đớn, sau 2 ngày quân lính không chịu bỏ đi và đánh đập người trong nhà một cách dã man, Đức Cha tự ra nộp mình. Bọn lính vừa thấy Ngài thì xông tới đánh và trói chân tay Ngài lại như con thú. Nhưng viên chỉ huy biết điều hơn, cởi trói cho Ngài và mời Ngài ngồi trên chiếc chiếu nói chuyện với Ngài. Ngày hôm ấy Đức Cha bị nhốt trong chiếc cũi giải về tỉnh Bình Định, hai chú giúp lễ, bà Huỳnh Thị Liệu và những người thân cũng bị trói, đeo gông giải về tỉnh để rồi cùng bị xử tử trong tháng 12. Tháng 10 năm ấy, miền Trung có bão lụt, nước dâng lên cao tới lưng nên ngồi trong cũi chật hẹp, Đức Cha cũng bị ngập nước. Vì vậy mà khi tới nhà giam thì Đức Cha bị bệnh liệt và chứng bệnh kiết lỵ nặng nề hành hạ Đức Cha đến kiệt sức. Vì thế cho nên Đức Cha chỉ bị gọi ra tòa có một lần mà thôi. Khi ra tòa, quan chánh án hỏi: "Tại sao ông sang nước tôi?" Ngài đáp: "Thưa quan lớn, tôi đến đây để giảng đạo Thiên Chúa." Quan hỏi: "Ông ở đây bao lâu rồi?" Ngài đáp: "34 năm rồi." Quan hỏi: "Ông đã ở được những vùng nào?" Ngài đáp: "Thưa quan lớn, trước hết là Bình Định, rồi Phú Yên, Bình Thuận,
rồi lại trở về Bình Định. Quan hỏi, ông có biết gì về chiến tranh không? Đức cha đáp, thưa quan lớn, tôi không biết gì cả, tôi đến đây chỉ để giảng đạo. Khi nơi này, khi nơi khác thế thôi, quan hành hạ thế nào thì tôi cũng đành chịu, chứ tin tức về chiến tranh thì tôi hoàn toàn không biết gì. Sau cuộc tra hỏi, họ lại đưa đức cha trở về với chiếc cũi nhỏ. Cơn bệnh kiết lỵ hành hạ đức cha chỉ trong vòng 3 tuần lễ, đức cha kiệt quệ và chút hơi thở cuối cùng trong chiếc cũi tre ngày 14 tháng 11 năm 1861. Kết thúc cuộc đời của một giám mục chiến sĩ truyền giáo tuyệt vời trên giải đất Việt Nam thân yêu, 32 năm không một ngày nghỉ ngơi an bình. Đức cha chết được một ngày thì bản án trảm quyết từ triều đình Huế mới gửi về tới Bình Định. Thấy ngài đã chết nên quan trấn thủ Bình Định không cho chém đầu nữa. Các tín hữu đã mua cho đức cha một áo quan đẹp, nhưng quan trấn thủ không chấp thuận. Ngay sau đó triều đình Huế biết tin đã làm một bản án khác cấp tốc gửi về, nguyên văn như sau. Tây Dương đạo trưởng thể đã lẩn lút trong nước ta 40 năm nay, y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng, bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi tội lỗi. Lẽ ra phải chém đầu y bêu giữa chợ, nhưng vì y đã chết trong tù, ta truyền phải quăng xác y xuống sông. Sau 8 ngày, theo sắc chỉ ấy, quan trấn thủ Bình Định cho đào mồ đức cha lên để liệng thi hài ngài xuống sông. Ông Cai Phượng xác nhận rằng khi đào lên thì xác đức cha vẫn còn nguyên, không có mùi hôi thối mà còn phảng phất mùi thơm của hoa hồng, râu tóc còn y nguyên như người nằm ngủ. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thiêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao là tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Như một chuyện khó tin mà có thật, đó là chuyện một chàng thanh niên Tây Đức một mình lái chiếc máy bay Cessna cánh quạt nhỏ vượt qua hành lang 400 dặm trên lãnh thổ Liên Xô, rồi an toàn đáp xuống quảng trường đỏ gần điện Cẩm Linh. Trước khi đáp xuống vào lúc 7 giờ tối, phi cơ còn lượt 3 vòng xung quanh mộ của Chủ tịch Lenin. Người thanh niên Tây Đức ấy tên là Matthias Ruth đã điềm tĩnh bước ra khỏi phi cơ, ký sổ lưu niệm cho một số khách hiếu kỳ và khâm phục. Sau đó công an Liên Xô đã đến tóm cổ anh đưa đi mất. Trong suốt một cuộc hành trình dài, anh chỉ bị phi cơ tuần thám của Liên Xô theo dõi mà không làm cản trở. Có thể họ cho phi cơ của anh định làm một chuyện kỳ lạ khác người, cho nên không bắt anh đáp xuống nữa được. Phi cơ lại bay rất thấp, cho nên đã tránh được sự kiểm soát của các dàn radar.
Dù sao đây cũng chỉ là một chuyện khó tin chưa từng xảy ra trên một lãnh thổ có một hệ thống phòng thủ chặt chẽ như Liên Xô. Sự thành công của chiếc phi cơ nhỏ này đã khiến cho nhà cầm quyền Liên Xô e ngại và giật mình về sự phòng thủ sơ sót của mình. Sau một cuộc họp báo khẩn cấp của Bộ Chính trị, Tổng trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Không quân đã bị cách chức. Trong khi đó, thì Chủ tịch Gorbachev lại nói một câu khôi hài như sau. Chúng ta phải cảm ơn anh chàng Tây Đức này, vì nhờ có anh mà chúng ta mới cải tổ hệ thống phòng thủ của chúng ta chặt chẽ và cẩn thận hơn. Nhiều người đã xem lời phát biểu trên đây phản ánh tinh thần phục thiện và cởi mở của Chủ tịch Gorbachev. Sự thành công của chàng thanh niên Matthias Brus khi đáp xuống quảng trường đỏ có thể được xem như một tai nạn trong hệ thống phòng thủ của Liên Xô. Tai nạn là một bất ngờ mà con người không bao giờ lường trước được. Không ai học được chữ ngờ trong cuộc sống. Có một cái gì đó luôn ở ngoài tầm tay, ở ngoài khả năng của con người. Bài học thông thường nhất mà ai cũng có thể học được từ một tai nạn đó là không ai làm chủ được chính sự sống của mình. Người Kitô hữu luôn được mời gọi để tìm ra ý nghĩa của các biến cố. Biến cố nào xảy đến trong cuộc sống cũng là một lời ngỏ của Thiên Chúa đối với con người. Ngài nhắc nhở con người biết rằng chủ tể của sự sống chính là Ngài. Ngài kêu mời con người luôn sẵn sàng để đến với Ngài trong cuộc gặp gỡ tối hậu. Ngài cho con người thấy những giới hạn của mình để biết hướng về Ngài với tất cả niềm tin tưởng phó thác. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa mãi muôn đời. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy ơn sủng Chúa. Tất cả là hồng ơi.